Hi, chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lại đi ngoài đảo Cần Sa. Em thì đi mấy hôm trước rồi, hôm nay thì là đêm đầu tiên của mấy bác cáo em lặn ở ngoài biển Cần Sa. Thì em đang có ở ngoài đảo Đá Lớn. Thì hôm nay là tăng đầu tiên. Hi. Mấy bác cháu, mấy chú cháu em cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Đảo Đá Lớn thì nằm ở kia, rất là xa luôn. Rồi xong hôm nay em sẽ lặn tăng đầu tiên nha. Giờ thì mấy bác cháu và mấy chú cháu em sẽ chuẩn bị đồ để lặn. Mời quý cô chú anh chị cùng theo em về mấy bác cháu xuống nước xem thử tăng đầu tiên trong đêm đầu tiên này sẽ có những mặt hàng hải sản gì. Rồi mấy bác cháu em cũng đã chuẩn bị xong ha. Giờ thì chuẩn bị để nhảy thôi. Được. Rồi giờ thì em sẽ xuống nước và đi săn hải sản cho quý cô chú anh chị xem ha. Bây giờ thì em sẽ lấy hơi trong cái gành này ra để cho em xuống dưới dãy san hô nhanh hơn và dễ đi hơn. Và em cũng đang đồng thời đang giảm áp tay để xuống dưới dãy san hô. Rồi em đã xuống tới dưới đáy dạng rồi mọi người. Giờ thì mời mọi người đi săn hải sản cùng với em nha. Nước hôm nay thì em lặn cũng khá là cạn. Wow, con ốc que nè mọi người. Nói thật là ở ngoài đường xe thì ốc que này cũng rất là nhiều luôn. Đây con ốc que đầu tiên. Wow, lại thêm con nữa nè mọi người. Mấy con ốc que này thì nó nằm lộ thiên ở ngoài trời luôn mà. Đây, rất là đẻ. Ốc que thì người ta mua với giá 45k một ký vỏ về 200k một ký ruột nha. Cả vỏ lẫn ruột thì đều đáy hết. Wow. Rồi chỗ này thì em có gặp được con cá mó vẹt này. Ở ngoài em thường gọi là cá thầu lậu xanh đó mọi người. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Cá này thì em sẽ bắt nha, nhưng em không có quay cho mọi người xem đâu. Wow. Con cá mú nè mọi người. Nói thật là đi ở ngoài đường xe thì cá mú này cũng rất là nhiều. Rồi. Em chỉ một phát là được ngay. Đây con này thì cũng to lắm, khoảng 2 ký mấy đó mọi người. Cá mú thì có giá là 100 cho đến 102 nghìn 1 kg. Con này thì em cũng kiếm được khoảng 200 cho đến 240 rồi mọi người. Wow, rất là đẻ. Nói thật thì trong biển tụi em gặp cá mú thì đẻ lắm. Wow, đã thêm con nữa này. Có vẻ là em đã may mắn đây. Vừa nhảy xuống có một xíu mà đã được hai con cá mú luôn. Mú này ở ngoài em thường gọi là mú én, có người thì gọi là mú cờ nha mọi người. Mú này thì người ta không có mua sống. Wow, phát thứ hai, không biết được con này mọi người. Mú chạy rồi. Rồi được, nhất quét tam thì lần thứ ba em cũng đã chỉ được rồi. Con này thì to hơn con trước nhiều. Con này thì cũng khoảng được 3 kg đó. Và rất là đẻ. Thấy cái mú thì khoái lắm mọi người. Ở ngoài đi ngoài đường xe thì thấy cái mú khoái lắm. Đây, to lắm mọi người. Nó đỏ chót luôn. Mấy con này thì về thì sẽ muối nâng niu ha. Để về cho thương lái mua được tiền hơn. Wow, lại thêm con ốc que nữa nè mọi người. Ốc que này thì em lấy kẻ ruột mà lỏng vỏ luôn nha mọi người. Em sẽ đem về ghe lớn và luộc lấy cái ruột của nó về cái vỏ nữa. Cái vỏ thì người ta mua 45k một ký. Và cái ruột thì người ta mua 200 cho đến 220, 230 nghìn một ký đó mọi người. Rất là được tiền. Đây đây mọi người biết con gì không? Đây con hải quỳ. Đây chỗ này em gặp con hải quỳ chuông.
có mấy con cá hề nữa này. Tại con hải quỳ chuông này thì không có được đẹp, nhưng mà mấy con cá hề thì đẹp lắm, màu đỏ đỏ. Wow, lại là con cá nóc gai nè mọi người. Ở ngoài đảo Phú Quý em thì thường ăn một loại cá nóc gai này thôi, chứ cá nóc khác thì đảo Phú Quý em không có ăn. Thường thì cá nóc gai này ăn sẽ không say nha mọi người. Cá nóc gai này thương lái mua rất là được tiền. Cá nóc gai thì em sẽ lấy hết, không trừ cái gì hết mọi người, chỉ bỏ phần nội tạng thôi, chứ bong bóng này, thịt cá này với lại da cá nóc thì em đều lấy hết. Thịt cá thì 60k đến 70k một ký, bong bóng thì 3 triệu cho đến 3 triệu rưỡi một ký, về cái da của nó thì sẽ là 35 cho đến 35,5 một ký, để khô nha mọi người. Đây em, chỗ này em gặp được con cá thèn này. Đây con cá thèn cát. Đây, con này cũng to lắm, khoảng 3-4 lạng đó mọi người. Đây ứng em đã xiên được rồi. Ui, nó chạy vòng. Đây lại thêm được con cá thèn nữa. Con cá thèn thứ hai. Có vẻ là ở ngoài rừng xe thì lặn rất là sướng luôn mọi người. Hải sản đồ đa dạng lắm. Đây lại thêm con ốc hoa nữa này. Nói thật thì ở ngoài rừng xe thì em lặn cũng rất lâu. Hải sản thì đa dạng và phong phú hơn ở trong gần đảo Phú Quý ha. Đây con ốc lứa. Ốc lứa này thì em sẽ không bắt nha mọi người, em sẽ chỉ lấy nồi con ốc que này thôi. Bởi vì ốc lứa thì thương lái đặt thì em mới bắt, chứ còn không thì em cũng không có bắt đâu mọi người. Tại vì về đảo Phú Quý thì ốc lứa dễ lắm. Em chỉ bắt một loại ốc que và ốc đu cong, về ốc tai tượng thôi, ốc bu, ốc bè nữa mọi người. Wow, lại là thêm con cá nóc gai nữa này. Đây con cá nóc gai này thì có vàng đen ha. Con cá hồi nãy thì không có có. Con cá hồi nãy thì con cá trắng, con cá này thì vàng đen. Chỉ hai loại này là ăn được không say nha mọi người. Đây, giờ thì em sẽ xiên cho nó chết. Đây, cách mà xiên cá nóc chết thì cũng dễ lắm mọi người. Đây, rồi xong. Rồi giờ thì bỏ về vợt. Phải xiên cho nó chết mới bỏ về vợt được nha mọi người, chứ không thì nó phình lên như cái banh vậy. Rồi lại thêm được con ốc que nữa. Có lẽ là em đi trúng cái làng ốc que hay sao đó, cho nên ốc que cũng khá nhiều. Không biết bên kia chú Ba, bác Kỳ và bạn Khang có được ốc que như em hay không. Hy vọng là bên kia thì mấy bác, mấy chú thì sẽ cũng được ốc que như em. Wow, là con rùa nè mọi người. Hay, rất là đẹp luôn. Đây, rùa ở ngoài này thì rất là dạng luôn mọi người. Tại vì Hàn Quốc cấm đó, cho nên bữa em sẽ không có bắt đâu. Cho nên rất là dạng luôn. Đây em lại em sờ em vuốt, cũng không chạy luôn mà mọi người. Rùa biển là Hàn Quốc cấm ở trong danh sách đỏ, cho nên dân biển tụi em thì cũng không có bắt. Tại vì bắt về thì công an mà nhà nước mà bắt được thì ở tù đó mọi người, cho nên đừng có bắt. Với lại hàng quốc cấm nữa, nó cũng đang có thuộc hàng hiếm đó, cho nên mọi người đừng có bắt, bắt thì tội lắm. Đây không chịu chạy luôn mọi người, không chịu chạy đi luôn, vẫn quanh lại chỗ em nữa, có vẻ là muốn lên YouTube rồi. Đây rồi chạy mất rồi. Thôi em lại đi săn hải sản tiếp. Wow, lại là con ốc que nữa. Nó thật là bắt ốc que rất là đẻ tay luôn mọi người. Có lúc thì em, có lần em đi ở ngoài đảo Trường Sa, ốc que thì bắt đẻ lắm, bắt nguyên một vợt luôn mà. Đây lại thêm con nữa. Hy vọng thì sẽ lai ra nhiều hơn để em có bắt về quay cho mọi người xem. Đây khi bắt ốc que xong thì đứng một chỗ về dọi dọi cả ánh đèn xung quanh để xem thử có thêm con nào nữa không. Đây có hồi thì nó sẽ có thêm một hoặc hai con nữa.
Đây là con hải sâm căng nè mọi người. Đây, hải sâm căng này thì với giá này 10.000 một con. Đây những sợi tơ của nó bám vào thì rất là chặt luôn, rất là khó chịu, cho nên phải lấy những sợi tơ của nó ra về cái phần nội tạng bên trong không liên quan thì em sẽ lấy ra luôn, lấy ra cho nó nhẹ các vợt đó mọi người, chứ không để thì nặng vợt lắm. Đây cách lấy nội tạng bên trong của con hải sâm trăng, hải sâm mũ này thì hải sâm két đâu á thì như cũng như cái này thôi. Đây rồi em đã lấy xong rồi mọi người. Con này thì to lắm, to cũng gần đồng cái bắp tay của em luôn á mọi người. Đây để em đo lại cho mọi người xem này. Đây to lắm, cũng được thêm 10 ke nữa. Cái vợt của em thì cũng gần đầy rồi mọi người. Có lẽ này nếu một chút nữa đầy thì em sẽ quắt đèn kéo lên. Wow, là con cá bò lá nè mọi người. À, mọi người biết tại sao mà nó tên là bò lá không? Có người thì gọi là bò giấy, tại vì nó ốm nhom mà. Nó không có to nữa nha, nó không có ú ra nữa, nó chỉ ốm như này thôi. Cái này thì em sẽ bắt tay. Đây, cái này bắt tay dễ lắm mọi người. Những con cá nào mà em bắt tay được thì em sẽ bắt tay ha. Bắt tay em cũng không có muốn siêng đâu mọi người. Cái này thì sẽ là 25 ke một ký. Wow, là con cá bò hòm nè mọi người. Wow, rất là to luôn. Đây con cá bò hòm to lắm. Con này thì cũng gần được một ký đó. Cá bò hòm về đảo Phú Quý có giá là 90 ke cho đến 101.000 một ký. Hai con này thì cũng gần một ký rồi. Wow, đã lắm. Cá bò hòm này mẹ nướng mọi ăn thì thôi, với cô nước mắm nữa thì thôi, ối dồi, nhức cái nách luôn. Đây, chỗ này thì em gặp được con. Em đang nói thì quên mất mọi người. Con hầu hương mọi người. Chỗ này em gặp được con hầu hương này. Con hầu hương ở ngoài rừng xe này thì to lắm. Đây, nó to cực kỳ luôn. To gần, to một cái găng tay của em luôn đó mọi người. Nhưng mà em sẽ không có mắt đâu. Tại vì hầu hương ở ngoài đảo đường xe này thì đem về thì cũng không được bao nhiêu tiền, cho nên em cũng sẽ không bắt. Đây, mọi người biết em siêng được con gì chỗ này không? Đây, chỗ này thì em kêu bạn nặng này chung để siêng phụ cho nó nhanh. Chỗ này thì em siêng được con trình nè mọi người. Con cái trình đó, đó, thấy cái đầu không mọi người? Đây, em kêu bạn Khang lại chỉ chung cho vui. Úi trời ơi, chạy mất tiêu. Để em kiếm. Đây đây đây, chỗ này. Rồi, em đã siêng được rồi. Ây, giờ thì giờ bạn Khang đi lại để phụ em. Chứ con trình này to lắm. Con trình này thì cũng khoảng 7 đến 6 đến 7 ký đó mọi người. Wow, to lắm mọi người. Úi dồi ôi, trình này thì ở đảo Phú Quý mua với giá là 50 ke cho đến 70 ke một ký. Đây, trình ở ngoài đảo Trường Sa này thì anh có thể xay nha mọi người, tại vì mấy con trình to á, với lại cũng tùy theo cái dạng san hô nữa, cho nên trình ở ngoài đảo Trường Sa thì 10 con cũng xay được hết 7 con rồi, còn có 3 con là không xay thôi, cho nên trình ở ngoài Trường Sa thì tụi em cũng không có dám ăn. Đây giờ thì em sẽ chỉ cho nó chết nha. Chứ mấy con trình này răng bén lắm, cắn vào một phát thì may cũng phải 5-6 mũi đó mọi người. Khâu cũng phải 5-6 mũi đó. Em thì bị cắn mấy lần rồi. Có một lần em khâu tận 8 mũi lận. Wow, con cua đá nè mọi người. Con cua đá có chỗ từng gọi là cua siêu nhân. Cái con cua này thì ăn cũng ngon lắm, nhưng mà ăn có được có hai cái càng à. Nó không có ngon bằng con cua mặt lăng đâu. Con cua mặt lăng thì nhức cái nách rồi. Đây, con cua đá. Cua đá thì mua với giá là 35 đến 40 ke một ký. Wow, chú ba của em được một con cái mặt quỷ này. Đây, con cái mặt quỷ của chú ba em. Tiếp tục lại là con ốc. Con que ha.
Em cũng mong là đi gần tới giờ lên thì em sẽ được một con cá mập quỷ hoặc là một con tôm hùm để quay cho mọi người xem. Wow, lại là con cá mú hang. Rồi, được luôn. Cá mú hang này ở đảo Phú Quý em mua thì với 90k một ký. Đây, con này thì cũng to lắm, khoảng 3 lạng đó mọi người. Đây, cái mua hang này thì chiên xù ăn thì ối vô chứ cái nắp luôn. Có phải chê ha. Oh, mọi người thấy con gì không? Tố mọi người biết con gì đó. Con này là con sao biển, không có phải. Đây, con này này, con này là con hốc bu nha mọi người. Đây, nó nguyệt lan rất là kỹ luôn. Nếu mà không quen mắt thì dòm có thể không thấy đâu mọi người. Đây, nó nguyệt lan rêu như cục đá vậy. Đây, dạng san hô thì rất là đẹp. Wow, mọi người biết con gì không mọi người? Đây, chỗ này thì em quắt đèn cho Keno chạy lại. Ở trong cái hang này thì em ra ký hiệu là con cá bò thép đó mọi người. Đây, giờ thì em sẽ chuẩn bị khều nó và kiếm một cái lỗ to hơn để đứng chờ nó. Nó sẽ khi em khều thì nó sẽ chạy ra một cái lỗ to hơn nha mọi người. Đây, nó nằm rất là sâu luôn. Đây, em khều được rồi. Giờ thì cứ khều thôi. Chừng nào mà thấy nó chạy ra thì sẽ chạy lại bên cái lỗ bên kia rồi đứng đợi. Rồi nó chạy ra rồi. Bây giờ thì lại bên này để đứng đợi nó lui ra này. Này, có vẻ là rất là lâu ha. Đây. Nó lui ra bên này. Đây, em phải từ từ. Nếu không thì động đâu thì nó sẽ chạy vào lại ha. Đây, nó đã chạy ra rồi. Rồi, khó bắt lắm mọi người. Mấy con cá bò thép này thì bắt mà không cẩn thận thì bị nó cắn là thôi luôn đó. Hồi trước thì em có một anh đi chung ghe đó mọi người, bị cá bò thép cắn thì vào trong đảo may hết mấy mũi luôn mọi người. May hết 4-5 mũi luôn. Đây, em bắt được nó rồi. Nó vùng rất là mạnh luôn. Cái bò thép này thì cắn thì tím nẹt tím mình luôn mọi người, ghê lắm. Phải bắt cẩn thận, với lại cái bò thép này được tiền lắm, 350.000 một ký đó mọi người, cho nên cũng phải bỏ vật riêng và cẩn thận một chút. Mấy con hải sản mà được tiền thì em sẽ bỏ vật riêng nha mọi người. Wow, lại là con ốc que nữa. Có vẻ là tăng giờ thì em lúng đậm ốc que rồi mọi người. Thôi, nhìn cái vụ ốc que mà em đã thấy đó bụng rồi, nhìn ngon lắm. Ốc que thì nó như cái nón lé vậy, nó tự tựa như cái thép. Wow, chỗ này thì ở lên cano máy bị trục trặc rồi mọi người, cho nên em bỏ cái đai chì ở phía dưới và em lội lên đây, cái chiếc đũa để gài cái đai chì này, không có đầu hơi luôn. Khi mà máy móc ở lên mà bị trục trặc thì anh em ở dưới phải lội lên đến mặt nước, nhưng mà nếu nước sâu thì rất là nguy hiểm luôn. Chỗ này thì cũng may là khoảng 16 hoặc là 17 mét thôi, cũng cạn không có sâu đâu, cho nên em cũng lên được. Em quắt cho mấy anh em lội lên. Đây, cũng tới mặt nước rồi. Nói thật là lặn biển thì sợ nhất là những cái vấn đề này nè mọi người, những cái trục trặc ngoài ý muốn đó. Đây, anh em cũng đã lên đến mặt nước hết rồi, cũng đủ 4 đèn rồi mọi người, đủ 4 người. Giờ thì sẽ lội lại cano. Đây, em sẽ cầm cái sợi dây lặn này và phân lại chiếc cano, chứ lội không thì nước chảy lội không có nổi đâu mọi người. Lặn biển thì sợ nhất là cái vấn đề mà máy móc ở bên trên mà bị trục trặc đó, cho nên anh em phải lội từ ở dưới dạng san hô mà lội lên tới trên mặt nước thì rất là mệt luôn, với là nguy hiểm lắm. Đây, em cũng lại gần tới cano rồi. Cano thì máy chạy thì không có bị sao, có lẽ là bị trục trặc máy hơi đó, cho nên mấy anh em ở dưới không có hơi để lặn nữa. Đây, em cũng để lại tới cano rồi. Nói thật với mọi người là lại tới cano thì em muốn xỉu luôn đó, rất là mệt. Đây, mệt lắm mọi người. Đây, em chỉ biết nằm dài thôi.
Bây giờ thì lại để xem thử là bị máy móc gì. À, thì ra là bị máy hơi thật mọi người. Cái máy hơi nó bị trục lặc rồi. Tại máy nổ thì vẫn còn nha. Cái máy hơi là cái máy màu xanh ở bên tay phải đó. Nó thật là mệt lắm. Bây giờ thì anh em sẽ phụ sửa cái máy hơi này lại để có hơi để lặn tiếp. Hoặc là nếu sửa không được thì sẽ chạy về ghe để mới sửa. Thôi, giờ thì em cũng sẽ kết thúc video tại đây. Nếu quý cô chú anh chị và mọi người thấy video của em hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Giờ thì nói thật là em rất là mệt luôn. Giờ thì em không nói không có nổi nữa, cho nên em phải về nhà để lồng tiếng. Thôi giờ thì em sẽ phụ sửa máy với lại má chú má bác ha. Thôi giờ thì chào mọi người và hẹn mọi người gặp lại ở video sau. Bye. Chào mọi người.